chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thành Tâm Audio. Ba người hôm nay thì ngày hôm nay em mới lại được nghe những cái âm thanh phát ra từ những bộ dàn mà là một trong những cái công việc mà hàng ngày Thành Tâm Audio trải nghiệm cũng như là làm. Ba ngày qua thì em có bị cúm, vì thế cho nên là không có thời gian để giới thiệu tới các bác những sản phẩm mới, những hệ thống dàn mini, đầu DC cũng như những cái phụ kiện mà các bác quan tâm cũng như đang có tại Thành Tâm. Ngày hôm nay thì em sẽ dành thời gian để làm một cái clip đầu tiên giới thiệu tới các bác một trong những cái phụ kiện mà có thể nói đó là không thể thiếu được các bác nhé, ở trên bất kỳ một cái thiết bị nghe nhạc nào nếu mà các bác muốn chơi không dây. Đây là cái bộ thu Bluetooth đến từ thương hiệu Ugreen, một trong những cái thương hiệu mà rất là mạnh về phụ kiện. Và cái thương hiệu này thì cung cấp rất là nhiều những phụ kiện khác nhau của cả âm thanh hi-fi cũng như của cả di động. Và cái tính năng Bluetooth là một trong những cái tính năng mà rất là nhiều những hệ thống dàn âm thanh cũng như là DAC không có. Vì thế cho nên là chúng ta phải mua những cái thiết bị gắn ngoài. Và Thành Tâm Audio đã có thời gian trải nghiệm cũng như là mua rất nhiều những cái bộ thu Bluetooth để kết nối với hệ thống dàn cũng như đầu DAC để chọn ra một con nó tốt nhất, ổn định nhất để gửi tới khách hàng. Trước đây thì các bác có thể thấy em hay bán cho các bác cái sản phẩm Bluetooth Ugreen với hai dòng, đó là dòng xuất âm RCA và một dòng đó là xuất âm Optical và Coaxial theo dạng digital, để tương thích với dàn và tương thích với đầu DAC. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một bộ sản phẩm hoàn toàn mới đến từ Ugreen. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm Bluetooth của hãng mới nhất mà nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là nó sẽ tích hợp luôn hai cái đường out của cả analog và digital với chân cắm RCA và Optical. Em xin lỗi các bác, hai cái đường in các bác nhé, hai cái đường tín hiệu đầu vào. Và cái bộ thu Bluetooth này nó sẽ có trách nhiệm là bắt cái tín hiệu điện thoại, tín hiệu Bluetooth từ điện thoại của các bác và xuất âm xuống hệ thống dàn qua cổng analog out và digital out Ugreen. Và các bác có thể nhìn mặt trước của bìa sản phẩm thì các bác sẽ quan sát được là đó là cái công nghệ của con hệ thống này, đó là 5.0, và nó được trang bị chip của Qualcomm ATPX với chuẩn mới nhất, với tất cả các chuẩn ATPX tương thích với cả điện thoại và máy tính bảng, sẽ truyền cho loa này, rồi ampli này, tai nghe này. Đó, các bác nhìn chưa? Đây là cái hình thái của thiết bị. Thì trước khi đi vào mở hộp chi tiết bên trong ấy, em sẽ chia sẻ với các bác một chút cái quan điểm cá nhân. Đó là nhiều bác đi hỏi em cái bộ sản phẩm này đó là hàng Trung Quốc à? Thì chắc chắn là Ugreen thì các bác nhìn ngay bìa đây đã là có chữ Trung Quốc rồi. Nhưng mà các bác phải hiểu đây là hàng nội địa của Trung Quốc, nó rất là bền các bác nhé. Nó không phải những cái hàng Trung Quốc mà các bác mua chỉ khoảng 150, 200 hoặc thậm chí là 300, 400 trên Shopee đâu. Đây là hàng chính hãng của Ugreen, được nhập khẩu phân phối tại Việt Nam, có giấy tờ xuất xứ COCQ, có bảo hành đầy đủ cho các bác. Đó. Và em cũng chia sẻ với các bác luôn đó là bên Nhật thì họ không sản xuất những phụ kiện thu Bluetooth. Vì thế nên các bác có yêu cầu những cái hàng của Nhật, Mỹ thì nó rất là ít. Đó. Bộ sản phẩm này sẽ có mức giá là 900.000 các bác nhé. 900.000 thì nó sẽ không bao gồm cái cục cấp nguồn đâu. Cục cấp nguồn ở đây chính là cái cục sạc điện thoại của các bác ấy. Tại vì là cái dòng sản phẩm này nó sẽ sử dụng cái nguồn là 5V. Đây là cái quy cách đóng hộp của thiết bị. Sẽ bên trong chúng ta sẽ có một cái bìa cắt tông nữa. Và nhân vật chính sẽ nằm bên trong đây. Đây là nhân vật chính thì em cứ để tạm đã này. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra hệ thống phụ kiện cho các bác. Phụ kiện thì chúng ta sẽ có ở đây là cái cáp USB. Cái cáp này nó sẽ có các tác dụng, đó là cấp nguồn cho bộ thu Bluetooth. Và con máy này, cái bộ thu Bluetooth này khi mà bán ra nó sẽ không có cái củ nguồn. Các bác phải thiết kế cho nó một củ.
Cái củ nguồn này nó không không khó đâu. Củ nguồn này nó chính là cái củ sạc điện thoại của bác. Các bác chỉ cần củ sạc điện thoại chân cắm USB này là được này. Hoặc là các bác khi mà các bác cắm vào dàn máy hoặc DAC mà có cổng USB ấy, thì các bác cũng có thể cắm luôn vào cái dàn máy đó để nó cấp nguồn luôn, không phải củ nữa. Hoặc là các bác cắm vào cổng TV cũng được. Nói chung là cái cổng USB đấy, nguồn 5V này thì các bác cắm vào đợt cũng được. Còn nếu mà muốn thích nó có một bộ riêng thì các bác rút cái củ sạc điện thoại ra. Và thực ra này em nghĩ là cái củ sạc điện thoại cũ nhà bác thì không thiếu đâu. Các bác dùng củ sạc đời mới chân cắm Type-C thì nó không tương thích. Còn chân cắm USB này thì các bác cứ tìm trong nhà, em nghĩ là rất là nhiều đấy. Còn đây là cái cáp 3.5 ra 3.5. Nó hai cái phụ kiện mà được đi kèm với cái bộ thu này. Bộ thu này thì em thiết kế thì nó được thiết em đánh giá nó được thiết kế to hơn so với cái phiên bản trước 3.000 này. Đó, to hơn so với phiên bản trước. Phiên bản trước thì chúng ta sẽ có một nửa thôi, một kích thước nó chỉ là một nửa của cái bộ này thôi. Và cái bộ này thì nó sẽ có cái kích thước đó là 11 rộng 11 cm, rộng 11 và gọi là cao 1.6, cao 1.6. Rộng 11, rộng 11, cao 2.4 và sâu là 6.5 cm các bác nhé. Rộng là 11 cm, chiều sâu là 6.5 và chiều cao này là 2.4 cm. Ở trên chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa nhám và có logo của Urin. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái nút khởi động bộ thu Bluetooth. Phía dưới thì chúng ta sẽ có cái tem bảo hành của nhà nhập khẩu này. Và đây, quan trọng nhất là cái cổng phía sau. Phía sau thì như các bác nhìn đây thì chúng ta sẽ có một cái đường cấp nguồn USB với chân cắm 5V đó. Và chúng ta sẽ có hai cái hệ thống gọi là hai cái hệ thống ao tiếng. Chúng ta sẽ có ở đây ở giữa đây là một cái cần gạt để các bác có thể chuyển đổi giữa ao tiếng của chế độ analog hay là ao tiếng của chế độ digital. Thì đến đây thì các bác sẽ hình dung dễ nhất cho em, đó là khi các bác kết nối với dàn, phổ thông là dàn hoặc ampli ấy, thì các bác sẽ gạt sang bên analog này. Còn các bác kết nối với đầu DAC thì các bác sẽ gạt sang optical này hoặc gạt sang digital này để sử dụng cái cổng optical và coaxial để nó vào cái bo mạch giải mã của máy. Đó. Các bác nhìn thấy chưa? Có nghĩa là cái bộ này các bác hình dung là cái thế hệ mới thì nó sẽ là tích hợp của hai con cũ. Hai con cũ thì sẽ chỉ rộng một nửa thôi và sẽ out chỉ một phần riêng biệt thôi. Nhưng mà con này thì nó cũng rất là hay, đó là nó tích hợp cả hai nhưng mà mức giá của nó thì cũng rất là vừa phải. 900.000 các bác nhé. Các bác lấy thêm dây quang nữa thì em sẽ kèm cho các bác thêm một dây quang với cái độ dài là 2m và một sợi dây RCA out ấy, thì sẽ tổng có mức giá là 1.000.000. Còn nếu mà các bác lấy máy không thì sẽ có mức giá là 900.000 các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành gọi là kết nối cái bộ thu này để test chất âm cũng như gửi tới các bác. Thực tế thì sẽ có nhiều bác băn khoăn về chất âm, có rất nhiều bác băn khoăn đấy. Nhưng mà em đánh giá rằng đó là các bác không phải lăn tăn đâu. Cái mức giá phụ kiện Bluetooth cho con đầu DAC hoặc dàn chỉ có mức giá gần 1.000.000 mà tiếng rất là hay các bác nhé. Tiếng rất là hay, đặc biệt bộ này thì bắt xa đến 10m các bác nhé. Và bảo hành 1 năm cơ, các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Đây các bác nhé, các bác kiếm cho em một cái cục nguồn điện thoại hoặc cục nguồn gì cũng được, đại loại là chân cắm để cắm ổ và xuất cái nguồn nhỏ ra cái chân USB, các bác cắm luôn vào đây đó. Hoặc là các bác có những cái các bác để gần TV ấy, hoặc là các bác để gần những cái đầu phát mà nó có cổng USB ấy, các bác cắm thẳng trực tiếp vẫn được, tại vì là thường những cổng đó nó cũng sẽ cấp đủ nguồn cho con này có thể hoạt động. Để em cứ cắm thử vào cái nguồn này cho bác xem nhá. Rồi, đấy là về cái cắm. Còn về cái dây kết nối sẽ như sau. Đây là cái cách cắm mà khai thác được tất cả mọi cổng của cái bộ thu Bluetooth này. Và tất nhiên thì đây là những cái dây dẫn nâng cấp rồi. Nó sẽ đắt hơn so với những cái phiên bản dây dẫn thường. Các bác phải đầu tư thêm, chúng ta sẽ không tạm bàn. Tại sao em lại phải nói như thế? Tại vì là chắc chắn là sẽ có nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao anh gửi hàng cho tôi mà không có những cái dây này. Đó, cái dây này là cái dây nâng cấp ngoài các bác nhé. Rồi ok, về cái phần analog out ấy, thì các bác sẽ có một chân 3.5 và một chân RCA. Tùy vào cái âm ly của các bác muốn khai thác cổng nào thì các bác có thể dùng cổng đó. Còn bên phần digital out thì chúng ta sẽ có đồng trục và quang học.
chúng ta sẽ chuyển đổi hai cái đường out này bằng cách gạt cái nãy ở giữa và nó sẽ không xuất âm song song cả hai digital cũng như là analog các bác nhé. Và đây là đường cấp nguồn. Rồi, và cái thiết bị ampli ngày hôm nay em lựa chọn để cắm cho các bác, hướng dẫn cho các bác, đó là chiếc Sony HS1. Thì khi về nhà các bác thì các bác sẽ không cắm như thế này đâu. Thường thì các bác sẽ chơi hai cái đường digital này cho đầu DAC, còn đường RCA out này sẽ cho ampli thôi. Nhưng mà em cắm trên con này để test luôn cho các bác đầy đủ luôn. Các bác lưu ý nhá, khi các bác chơi ampli ấy thì các bác sẽ cắm bên vế bên này. Còn khi các bác chơi với DAC thì các bác cắm vế bên này. Và các bác cũng không phải sử dụng tất cả các cọng cáp ở đây đâu. Ví dụ như là ampli thì các bác chỉ cần sử dụng một cặp này thôi, cặp cáp RCA này thôi. Còn đối với DAC thì các bác có thể sử dụng một trong hai cái dòng cáp này, optical hoặc coaxial, do cái DAC của bác nó đang dư cổng nào. Nhưng thường ấy thì em thấy các bác sẽ sử dụng cái cổng đồng trục này này. Tại vì cổng quang học này các bác sẽ dùng TV rồi, còn các bác sẽ dùng cổng đồng trục này nhiều. Thì các bác rút cái quang học này ra cũng không cần thiết, tại vì đây là em đang cắm full cho các bác xem thôi. Rồi, sau khi cắm điện thì các bác sẽ có một cái đèn LED trạng thái ở phía trước đây. Nó sẽ mô tả cho chúng ta cái trạng thái của cái bộ thu Bluetooth này như sau. Hiện tại thì các bác đang nhìn cái đèn xanh nó đang nháy với cái tần số nháy là 2 lần trên 1 giây. 2 lần trên 1 giây có nghĩa là nó đang đợi để chúng ta ghép nối với điện thoại. Thì việc còn lại của bây giờ của các bác là lấy điện thoại ra và ghép với tìm. Đấy, các bác lấy điện thoại ra và dò cái Bluetooth của cái bộ thu này. Đây các bác có thể nhìn thấy là nó dò ngay ra bộ thu này. Và khi em kết nối xong, khi em kết nối thành công thì cái đèn LED nó sẽ sang một cái chế độ khác. Đó là nó sẽ nháy theo cái dạng một lần xanh ấy. Một lần xanh nó sẽ là 10 giây một lần. Thì có nghĩa là máy đã kết nối. Và khi chúng ta mở nhạc ấy thì nó sẽ nháy 2 lần trên 10 giây. Rồi các bác mời các bác cùng tham khảo nhé. Đó là cái một vài cái đọc cái trạng thái của cái bộ thu Bluetooth này thôi. Nhưng mà tuy nhiên các bác cũng không cần quan tâm đâu. Tại vì khi các bác muốn kết nối với những cái điện thoại khác ấy, thì đối với những cái bộ thu Bluetooth khác thì các bác phải có phím pairing, phải có cái phím pairing cái thiết bị cũ. Còn đối với các bác sử dụng cái bộ thu Bluetooth này thì các bác chỉ cần ở cái điện thoại cũ, các bác ấn quên thiết bị đi và điện thoại mới các bác giòn là sẽ ra các bác nhé. Đây là máy đang chơi giải mã từ điện thoại. Các bác nhìn này, từ điện thoại qua bộ thu Bluetooth của Ugreen xuống với đầu DAC. Các bác cứ hình dung đây là một cái đầu DAC với ngõ vào optical. Ok chưa? Và máy sẽ nháy gọi là 2 lần trên 10 giây, có nghĩa là đang phát nhạc. Rồi, đây là cái đường optical. Còn em thấy đa số là các bác sẽ sử dụng cái đường optical và Smart TV. Vậy thì các bác còn đường đồng trục thì các bác chỉ cần kết nối với đường đồng trục thôi. Ví dụ như em đã cắm đường đồng trục thì em chỉ cần chuyển sang cái đường đồng trục ở trên cái ampli là nó cũng sẽ hát. Đó, và các bác có thể thấy cái tín hiệu giữa quang học và đồng trục nó không thua kém gì nhau cả các bác nhá. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng thì cực hay luôn các bác nha. Nói chung là không có gì để chê trên cái bộ thu Bluetooth này cả. Ok, đấy là về cái khai thác của các bác chơi cổng cổng quang và cổng đồng trục khi các bác sử dụng đầu DAC. Còn đối với các bác sử dụng ampli mà không có giải mã thì việc đầu tiên là các bác phải gạt cho em cái tín hiệu từ phía sau cái bộ thu này về cái phần analog out. Ok chưa? Thì nó sẽ có tín hiệu ở cái phần analog out ngay. Đó. Đây là analog out của em đã cắm sẵn rồi. Đấy, đối với những bác sử dụng ampli không ấy thì các bác sẽ chơi cái cổng đó. Bác thấy tiếng rất là hay nhá.
Đây là một trong những thiết bị rất là hay đấy các bác nhé. Tại vì Thanh Tâm thì cũng là người tìm kiếm những cái phụ kiện tốt nhất cho những hệ thống nghe của các bác. Vì thế cho nên em cũng đã trải nghiệm và mất tiền rất là nhiều cho những cái bộ thu Bluetooth mà không đạt cái mục đích cũng như là cái chất âm. Như các bác thấy thì cái bộ thu Bluetooth mà trước đây dành cho DAC thì hãng cũng đã ngừng sản xuất rồi và cháy hàng cũng đã rất là lâu. Ngày hôm nay thì em mới gom được ở đây là 10 bộ các bác nhá, với mức giá là 1 triệu một bộ không bao gồm phí ship, mà đã gọi là kèm cho các bác dây quang hoặc dây đồng trục để các bác có thể kết nối với ampli và chơi ngay và chưa bao gồm cục nguồn các bác nhá. Bác nào quan tâm và ủng hộ thiết bị này cho Thanh Tâm có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.